Chào các bạn đã đến với bản tin COVID Tiền Giang hôm nay. Thông tin cập nhật từ 17 giờ ngày 9 tháng 4 đến 17 giờ ngày 10 tháng 4 năm 2022. Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ghi nhận 180 ca dương tính với SARS-CoV-2, giảm 337 ca so với ngày hôm qua. Trong đó có 2 ca qua xét nghiệm PCR và có 178 ca qua test nhanh kháng nguyên với SARS-CoV-2. Như vậy, tổng số người dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến nay là 173.485 ca. Trong đó có 36.180 ca qua xét nghiệm PCR và có 137.312 ca qua test nhanh. Hôm nay, tỉnh Tiền Giang có 38 bệnh nhân được điều trị khỏi và tiếp tục không ghi nhận ca tử vong, giữ số ca tử vong toàn tỉnh như ngày hôm qua là 1.225 ca. Trong ngày hôm nay, tỉnh Tiền Giang có một địa phương ghi nhận ca mắc COVID-19 mới qua xét nghiệm PCR là huyện Gò Công Đông có 2 ca ngoài cộng đồng tại xã Kiển Phước. Và qua test nhanh ghi nhận 178 ca dương tính. Chi tiết các ca test nhanh dương tính trong ngày của các địa phương như sau: thành phố Mỹ Tho 2 ca, huyện Cẩy Bè 22 ca, thị xã Gò Công 5 ca, huyện Chợ Gạo 13 ca, thị xã Cai Lậy 15 ca, huyện Gò Công Đông 50 ca, huyện Cai Lậy 22 ca, huyện Tân Phước 12 ca, huyện Gò Công Tây 31 ca và huyện Tân Phú Đông 6 ca. Hôm nay chỉ có một địa phương không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới là huyện Châu Thành. Theo nguồn tin từ Bộ Y tế, tính từ 16 giờ ngày 9 tháng 4 đến 16 giờ ngày 10 tháng 4, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19, Việt Nam ghi nhận 28.307 ca nhiễm mới, trong đó không có ca nhập cảnh và 28.307 ca ghi nhận trong nước, giảm 5.831 ca so với ngày hôm qua. Tại 62 tỉnh thành phố có 20.635 ca trong cộng đồng. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày hôm qua là Đắk Lắk giảm 662 ca, Phú Thọ giảm 449 ca, Bắc Giang giảm 423 ca. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao so với ngày hôm qua là Tuyên Quang tăng 196 ca, thành phố Hồ Chí Minh tăng 134 ca và Bình Thuận tăng 18 ca. 10 tỉnh thành phố có ca mắc COVID-19 nhiều nhất trong ngày hôm nay là Hà Nội 2.181 ca, Bắc Giang 1.533 ca, Nghệ An 1.525 ca, Yên Bái 1.510 ca, Lào Cai 1.219 ca, Phú Thọ 1.203 ca, Tuyên Quang 1.155 ca, Quảng Ninh 1.086 ca, Vĩnh Phúc 938 ca và Thái Bình 918 ca. Cũng theo nguồn tin từ Bộ Y tế, trong ngày hôm nay cả nước có 34.911 bệnh nhân được điều trị khỏi và có 19 ca tử vong, nâng số ca tử vong của Việt Nam đến nay lên 42.813 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Địa phương có số ca tử vong nhiều nhất trong ngày hôm nay là Kiên Giang 3 ca và thấp nhất là Thái Nguyên, Vĩnh Long 1 ca. Bản tin COVID-19 tỉnh Tiền Giang hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Hẹn các bạn ở những bản tin sau. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.